có người yêu rồi thì cái chuyện tao có người yêu là cái chuyện tao là chuyện bình thường. Thí dụ giờ tao có gia đình rồi, tao chia tay ly dị giống như anh nữa rồi, được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy? Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng, trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Chắc là ấy thôi, ha. Sao em? Còn không? Còn không? Hết rồi. Mời nhà trai. Nè, ơi, chào anh. Xin mời nhà gái. Rồi, chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Xin mời anh giới thiệu về mình. Tôi tên Việt Nam là Nguyễn Thanh Dũng. Tên ở bên nước ngoài là John Thanh Nguyễn. À, John Thanh Nguyễn. Đúng rồi. Anh nước ngoài ở đâu anh? Ở bên Mỹ. Mỹ tiểu bang nào? Hiện tại ở Atlanta, Georgia. Công việc của anh là gì? Kinh doanh tự do. Rồi, về nước lâu chưa anh? 12 năm rồi. À, vậy là đâu có qua Mỹ nữa hả? Có chứ, cũng đi thường xuyên chứ. Nói chung ra là một vài năm gì mình đi là mình cứ đi. Nhưng mà về đây giờ mình ở đâu? Hộ khẩu thì ở ngoài Đà Nẵng á. Nhưng mà nhà thì ở Sài Gòn, ở trong chợ Đồng Hóc Môn á. Ở với ai? Một mình. Đó, lý lịch trích ngang nhà trai tôi vậy đó, nhà gái nghe chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bây giờ mời xin mời nhà trai nghe lý lịch của nhà gái. Dạ, lời đầu tiên Hoàng Dung xin phép gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Chào hai MC, anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan xinh đẹp. Chào em. Và chào bạn nam nhà bên cạnh nè. Em tên họ đầy đủ của em là Chim Trần Hoàng Dung và em cầm tên Quý Hợi. Em thuộc cung Song Tử, mệnh Đại Hải Thủy. Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Công việc của em là trong lĩnh vực du lịch, hiện nay em đã làm được khoảng 8 năm ạ. Em xin cảm ơn. Dạ. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là sống thiên về tình cảm ạ. Có tính độc lập, tự lập từ nhỏ. Coi như là mọi việc em đều quyết định và em làm tự chủ mọi thứ, từ công việc, từ việc gia đình, mọi thứ em đều tự lập hết á. Ngoài ra em cũng là một người phụ nữ khá là năng động và hiện đại, có suy nghĩ thoáng trong mọi việc, và em vừa có thể chăm sóc gia đình và vừa cũng có thể ra ngoài kiếm việc, kiếm tiền. Còn anh trai, anh có điểm mạnh điểm yếu gì anh? Điểm mạnh đó mình thì kinh nhiều doanh từ xưa giờ, kiếm tiền thì anh kinh doanh về gì? Nhại lắm. Ngày ở bên Mỹ thì nói chung là mình kinh doanh đủ thứ hết. Nói chung là môn nào mình kinh doanh cũng được. Nói chung là nếu mà đưa kinh doanh vô trước mắt mình thì mình giải quyết được. Còn về Việt Nam anh kinh doanh gì? Mình đang kinh doanh về bất động sản. À, bất động sản hả? Anh có muốn kinh doanh mỹ phẩm không? Tới bây giờ thời điểm này thì mình không muốn kinh doanh nữa. À vậy hả? Coi như là nó đã mệt rồi. Chỉ có muốn là có một gia đình người rồi. Nào đó để lập gia đình để cho ba mẹ vui thôi. Ủa, lập gia đình cho ba mẹ vui rồi anh, rồi, có, anh có vui không? Mình vui chứ. Mình đang cần mà sống vui. Mình vui trước nha. Dạ. Bây giờ mình nói cái tiêu chí về tìm người yêu thế nào á anh? Cái người mình đang cần thì người đó nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân á. Nghiêm túc. Rồi còn gì nữa? Chưa từng gian dở mối tình nào. Chưa từng gian dở mối tình nào. Ý là chưa yêu ai luôn hả anh? Có thể yêu bình thường mà, đúng không? À. Nhưng quan trọng nhất là phải nghiêm túc. Thì là sao chưa hiểu lắm là nha. Sao? Khoan, để đi qua. À. Em chào anh. Chào bạn. Chưa yêu ai thì mới chưa gian dở. À, thì chưa yêu ai. Vậy là anh yêu ai chưa? Có rồi. Anh mấy mối tình rồi? 2. Có cô nào là vợ chưa? Có rồi. Ở bên nước ngoài đó, ly dị rồi. À vậy hả? Anh ly dị mấy lần? 2 lần. Con anh vợ với ai? Anh có mấy đứa con rồi? 2 đứa. Ở với mẹ bên Mỹ đó. Mà giờ anh muốn có gì, người chưa bao giờ về có người yêu hả? Nói chung ra là chuyện ly dị là không ai mong muốn. Nhưng mà đời mà, đúng không? Nhiều khi nó lại như vậy thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Nói chung ra là mình muốn kiếm một người là trong lòng mình là số 1. Số 1. Đúng rồi. Và người đó cũng coi mình là một người nói chung là an toàn trong cuộc sống. Nhưng nếu người ta giờ có người yêu rồi nhưng mà tao đến với mình ta vẫn coi mình số 1 thì sao? Nói chung ra người ta có người yêu rồi thì cái chuyện ta có người yêu là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thí dụ giờ người ta có gia đình rồi, ta chia tay ly dị giống như anh nữa rồi, được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy? Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á,
Nói chung là vòng mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng, trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Chắc là ấy thôi, ha. Sao? Sao em? Sao em? Còn không? Còn không? Hết. Hết rồi. Hôm nay anh đi với ai? Đi với hai đứa em. À. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Ngọc, là nhân viên của anh Dũng hồi xưa. Anh Dũng thì tính tình ảnh là rất là thật thà, thẳng thắn, vui vẻ và cũng rất là hòa đồng và hay hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Còn lĩnh vực mà ảnh kinh doanh á, thì hiện tại ảnh kinh doanh bên bất động sản, nhà nghỉ và vừa đầu mối trái cây á, là anh cũng có máy sạc ngoài đó. À vậy đó, à. Hả? Thấy nhà gái sao? Thấy nhà gái sao? Còn em nhìn thằng Jack thì chị gái cũng rất là dễ thương, thì em mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu. Yeah. Bây giờ mình có lời khuyên nào cho anh mình không? Cứ bên đây là anh ở không mười mấy năm rồi hả? Phải không anh Dũng? Cũng có quen đó chứ. Tính mình thì rất thẳng, rất thật. Có cái gì nói thiệt cho mình biết. Mà mình đã phát hiện rồi là tật xấu mình đó là coi như là giận dai lắm. Em gái đi dai với ai cũng? Em có đi dai? Em đi cùng với lại người thân của em. À, em trai thân, với lại em dâu à. Với rồi, lại bạn gái của em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Cũng như xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thời gian còn trẻ, chị cũng lo cái việc học, rồi cũng có thời gian đi học ở nước ở ngoài mấy năm, và cũng lo về công việc, nên thành ra cũng không có nhiều thời gian trong việc tìm hiểu về cái chuyện tình cảm. Thì cũng hy vọng là cái dịp này thì không biết cái cho cái tiêu chí của anh Dũng đây thì cũng hơi đặc biệt. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề cá nhân của mỗi người, thì thành ra là vạn sự tùy duyên, thì cái đó thì cũng tùy theo cái duyên số của mọi người thôi. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Trời ơi, nhà gái dễ thương lắm á, rất là còn xinh luôn á. Trời ơi, trời. Thôi giờ mở rào đi. Cầm bông quá, cầm bông quá. Đó. À, lên chương trình không có gì tặng em. Anh ra một vườn hoa rất là nhiều, nhiều hoa lắm. Nhưng mà tính anh thì anh chỉ chọn có một bông thôi. Anh không chọn nhiều. Dạ. Và nếu người anh chọn là cũng là một người thôi. Em hiểu ý anh. Ok. Dạ cảm ơn anh. Thì nãy giờ sau khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng có một món quà ha, nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Đó, quyển sách này đó là Tìm Bình Yên Trong Gia Đình. Hy vọng là anh sẽ tìm được cái đúng đối tượng mà anh mong muốn. Anh cảm ơn em. À, em tên Dung hả? Dạ em tên là Hoàng Dung. Dung với Dũng thì chắc cũng thêm dấu ngã thôi đúng không? Nói chung ra anh thì chắc lẽ nãy em cũng nghe anh chia sẻ nhiều rồi. Nói chung là ngày xưa anh rất là đơn giản. Yeah. Nhưng mà do vấn đề cuộc sống á, nó đẩy đưa phải không? Nó làm cho con người của mình mất tự tin nhiều. Rồi bị ám ảnh nhiều quá. Anh đã về Việt Nam là 12 năm rồi. Mà để kiếm một người vậy đó. Thì anh thật sự là 12 năm vừa rồi và nói chung là trái tim của anh nó chưa có ổn định. Rồi cứ lo công việc á, nó đam mê cho công việc. Cũng chưa xác định được gì. Chưa xác định được là nó như thế nào. Đó là nhiều khi bây giờ anh có muốn từ chối hay là em có muốn từ chối anh á, cũng chưa chắc là được. Nhiều khi duyên nợ trời định rồi. Trời không khỏi đâu. Em coi hỏi anh không? Tiêu chí chọn bạn gái của anh thì nãy giờ em cũng có nghe rồi. Thì đây cũng là lần đầu tiên em nghe được cái tiêu chí đó. Từ một phía là người ta đã đổ vỡ trong hôn nhân, thì em cũng biết là anh sợ cái này sợ cái kia. Mỗi người sẽ có một cái duyên nợ khác nhau. Đối với em á, ngày xưa á, lúc mà em còn đi học á, thì đối với em cái chuyện đó cực kỳ quan trọng. Mình cũng là thuộc dạng người là bảo thủ đó. Nhưng mà sau ngày khi mà em làm về công việc du lịch mà, em thường hay đi đây đi đó, cho nên là em cũng có thay đổi cái suy nghĩ của mình một tí. Em cảm thấy là hai người thật sự yêu nhau đó mới là sự quan trọng. Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau thôi. Nhưng mà đối với em là người con gái cực kỳ bảo thủ luôn. Cho đến nay em hiện đã có 3 mối tình. Nhưng mà hầu như những mối tình nào của em đều là cách nhau một khoảng thời gian rất là lâu. Một cô là hướng dẫn viên, cô đi nhiều nơi, cô gặp rỡ rất là nhiều người. Tại sao cô lại không tìm được người kết bạn để kết hôn? Thì thật sự luôn là tính của mình là mình vẫn còn thích vui chơi. Lúc đó mình vẫn còn nghĩ là thời gian nó còn trẻ mà. Hãy làm những cái ước mơ của mình trước đi. Đạt được ước mơ của mình rồi lập gia đình tính sau. Cho nên là em không có quan trọng hóa vấn đề đó. Em luôn cởi mở với mọi người, vui vẻ với khách trên tour. Em cảm thấy là mỗi lần trên chuyến tour thì mình sẽ có nhiều kỷ niệm hơn và mình cảm thấy cuộc sống mình vui vẻ, nó sôi động hơn. Đến hiện nay là em vẫn chưa kết hôn như vậy.
Còn với những mối tình đã qua, em cũng là người bị tổn thương rất là nhiều. Và có những nỗi đau á, có thể bạn bè và gia đình cũng không ai biết đâu. Chỉ có mỗi mình gói ghém cho bản thân mình biết thôi. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói chỉ chia tay hết. Mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua, anh ấy đã muốn trong cái trận đó, chứ không phải là chúng em chia tay. Với anh em coi như là bạn. Dạ. Còn những đề cái nhu cầu của anh đang cần, nói chung ra hiện giờ anh đã có vợ và đã có con và cũng đã ly dị rồi và cũng cho hết tài sản cho con cái bên Mỹ rồi. Hiện tại nhà ở bên Mỹ cũng có, nhà ở Đà Nẵng cũng có, đất nông cũng có. Vấn đề tài chính và vấn đề kinh tế mình là suốt cả cuộc đời mình và luôn cả cuộc đời con mình không cần lo vấn đề nữa. Cho nên cái mình cần ở đây là mình đã bị ám ảnh vấn đề tình cảm nó nhiều quá rồi. Cho nên là cái tiêu chí mình cần là một người, nếu mà mình coi người đó là vợ của mình và cưới hỏi, muốn ở Việt Nam cũng được, muốn qua Mỹ cũng được, ở đâu cũng được, đối với mình không quan trọng. Cái quan trọng nhất là người đó chưa từng quan hệ để mình cảm thấy được yên tâm trong cuộc sống của mình. Thôi thì tiếp tục chúng tôi xem ở trên truyền hình có ai cùng quan điểm với anh Dũng thì chúng ta liên hệ với chương trình. Chứ bây giờ thật ra khó lắm. Vậy đi ha. Theo như Dũng thì chúng ta là bạn với nhau đi. Rồi. Rồi, hai người có thể bắt tay nhau. Ok, em nói. Xin lỗi Dũng rất nhiều, chúng tôi không thể tìm được một tờ giấy trắng như vậy. Cũng xin lỗi Dung rất là nhiều. Chúng tôi cũng chưa tìm cho Dung một nửa mảnh ghép nào đó. Chúng tôi cũng đã cố gắng kết nối nhưng không được. Yeah. Hả? Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi rồi, rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Theo đánh giá mà cá nhân của em á thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Diêu Minh Kheo, thuốc dạ dày chữa y. Giảm nhanh cơn đau dạ dày. Mời nhà trai. Xin mời anh ngồi. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Phượng. Dạ, em sinh năm 1983. 83. Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Rồi, bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm 1984 và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Có bao nhiêu phòng trọ? 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm. Có hút thuốc. Biết nhậu, nhút nhạt, rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? 2-3 ngày một triệu. Nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Thật thà, vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hay giúp đỡ người khác. Nghệ An rồi, mình vô đây mình sống với ai? Trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao? Ví dụ như mình làm con tàu, mình đóng cả phân, mình rạp cả phân lại, em là thợ hàn. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Ôi, chào nhà gái. Dạ, em chào nhà gái. Hay bà chủ nhà trọ. Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè, ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ hòa đồng. Khuyết điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích ấy, thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy. Trời ơi. Em run lẩy bẩy nãy giờ. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nhìn thôi người ta đã lo rồi.
Nếu như mà em mà được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Ok. Bao nhiêu mối tình rồi mà chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi, nhưng mà em cảm thấy như là nó không hợp với em. Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi, thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em, thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á, xong rồi em không có muốn, giống như em bị mất niềm tin ạ. Tức là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp, mà người thứ ba thì giống như là người ta rất là lo lắng cho em. Em thấy một cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi. Có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được. Và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe thôi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thật ra cô gái bên kia rất là dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. Mối tình dài nhất của em là cũng được hơn 2 năm. Lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế thôi. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay? Dạ chia tay. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nết hơn. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Giờ chưa thấy cái nết. Chào chưa biết. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Còn em nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì vất vả thế thôi. Cũng hay. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và mà bạn của em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả. Chào đàn trai. Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Đỡ mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài mình nhìn khách quan. Một tí nó mở rào hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Ok. Cảm ơn nhà gái. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái và em. Dạ, chào nhà trai ạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Xúc động là sao nè em gái? Em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Tại anh cũng lớn tuổi, với lại anh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Rồi, hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn à. Chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Chúng cậu muốn tặng em. Em cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con gái.
Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh, tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cái này cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh gửi mùi thì anh sẽ nghĩ là em đang ở gần anh. Cái màu môi của em cùng Dũng màu hoa hồng này. Cảm ơn lắm. Mời hai bạn về chỗ ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa ốm. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền lành, nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm. Nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ dựa tính thần của anh ấy những lúc anh mệt mỏi. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi rồi, rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đấy hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 Nhà Bè. Ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu. Còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng... Anh cũng đầy nghị lực nhỉ? Tại vì khổ đấy là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều. Thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Cho anh hỏi em là người đâu? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. À, là gốc đấy. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Sau này mình về với nhau á, sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Nếu như mà mình đến được với nhau á, thì theo em thấy thì bao lâu anh thì anh càng nhánh càng tốt rồi. Em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm đi. Thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ. Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi. Em không thích điều đấy. Rồi còn cô gái nào ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? Nói chung là về nữ công gia chánh này. Nói chung là nấu ăn rồi. Em thì có sở thích là đam mê xe. Thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Cá tính ghê chưa? Anh có nghĩ suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Đó là nghệ thuật. Ví dụ như anh thấy cái nhuộm tóc này cũng vậy này. Rồi xăm môi hay là kẻ mày cũng đâu phải ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nghĩ nhảnh gì đấy. Em không thích. Hồi nãy thôi còn hồi nãy thôi, giờ bỏ rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, em tiến tới em nắm tay bạn gái đi. Quan điểm với con trai con gái trong gia đình em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao mét 65. Cao hơn anh? Dạ. Em có nghĩ vấn đề đó quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Thì cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Nhưng em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Còn hai. Như anh thấy còn 3 người là hai gái một cái thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà tàn gái thì sao? Cũng đẹp, 3 người là đẹp rồi. Ồ, vậy hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước? Em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước? Chăm lo cho mẹ nữa không? Mấy năm gần đây em có tích góp được một... cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà
một ít rồi, từ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua một căn nhà nhỏ nhỏ. Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Quanh quanh Nhà Bè mới mua nổi chứ. Quận nhất, quận 7 thì chịu. À, dạ. Đâu cần đâu, nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương. Còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Đó. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Ừ, đó. Đến đây là mình cũng làm cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em hãy bấm nút nhé. Chào anh. Còn ta sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng em đây? Run quá trời run. Run thì run chứ, làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Em đọc, vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em một mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đâu ý. Anh đâu ý, anh đâu ý. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Đọc rồi đó. À, cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta để tay vào nút bấm đi. Thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh. Mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm. Mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Ừ. Một. Hai. Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Ừ. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Anh bấm rất nhanh, ở số thứ hai thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, nên cho anh ấy cơ hội đi. Anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế, nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta trùng bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép, anh xin phép. Hôn sâu, thật sâu vào, hít hết hơi luôn. Đó. Cầm phải đun khụt kha khụt gì đó. Cái gì vậy chứ lộn. Đưa mày bả đi. Thùy Tiên nó đưa vậy mà nó được qua hậu đó. Ủa gì hả? Mình đưa khác đi. Cái thằng bé hồi nãy hả? Lĩnh. Mấy đứa nhỏ coi nè, mai mốt chọn ai không bấm lên nhảy lên chọn liền nha. Đây, ở dưới đây là có một con bé thường trực, nó chờ, nó chỉ cần nó đi, hôm nay nó đi theo là để nó chờ trên đây mà không ai bấm là nó nhào lên liền. Đúng không? Là con bé An. nó đang ngồi đó đó. Nó xấu đồng đội. Nó lựa rồi đó. Thôi quay nào. Khoan xí, ví dụ mà mày ngồi mày coi mày thấy anh nào mà được mày xin nha anh chị cái là chị trên đây chị bác ra không? Tào lao. Đang livestream trên fanpage của bạn muốn hẹn hò, mời quý vị cùng theo dõi comment để xem cặp đôi ngày hôm nay họ có bấm nút không nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp. Và bây giờ xin mời nhà trai. Để
Rồi, rồi đi em trai. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em xin chào. Chưa, ngồi đi chào. Dạ, để mời nhà gái ra rồi mình chào luôn nha. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và gia đình của bạn đó. Chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Trần Ngọc Minh Quyên. Năm nay em 21 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là thợ make up. Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Là mình từ Cần Thơ lên đây á hả? Dạ. Em đi chuyến mấy giờ vậy? Dạ, em đi chuyến 5 giờ sáng á chị. Trời ơi, tội nghiệp không? Thấy thương không? Nên là hôm nay tới đây là tâm huyết lắm đó nha. Rồi, bây giờ thì mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe đi em. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia. Thì em xin giới thiệu tí xíu. Về cái ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng, vui tính, nói nhiều, nhưng mà nấu ăn ngon. Và đặc biệt là dạ. À, 10 xuống 5, 5 xuống 2, 1 này kia ha. Dạ. Chốt thuốc thì không bao giờ ai thích cả. Dạ. Và đó là chính chúng ta là hại sức khỏe chúng ta nữa. Dạ. À. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì cơ? Dạ, ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng và luôn luôn đúng giờ. Còn khuyết điểm của em là em còn hơi rụt rè, dễ ít nói. 21 tuổi còn hơi rụt rè thì đúng rồi. Đúng rồi, còn quá nhỏ mà. 22, 23 tuổi là hết rụt rè hả? Ừ. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa mối tình nào hết? Dạ có 2 mối tình. Trời ơi, ờ. 2 mối rồi đó. Dạ. 21 mà có 2 mối là cũng nhiều quá nha. Vậy rồi em yêu từ lúc mấy tuổi? Dạ mối tình thứ nhất của em là năm em học lớp 12 á chị. Ừ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai của em cách đây 1 năm. Có cái mối tình nào mà nó có để lại, có ấn tượng gì sâu sắc không cưng? Dạ có, là mối tình cách đây 1 năm đó chị. Ừ. Dạ. Lúc đó là tụi em cũng định là tiến tới hôn nhân rồi. Thôi sớm vậy. Dạ tại vì bạn nam cũng lớn tuổi rồi đó chú. Lớn là lớn hơn con mấy tuổi? Dạ lớn hơn con 7 tuổi. À, thành ra muốn tiến tới hôn nhân sớm luôn hả? Dạ. Nhưng mà tại sao lại chia tay con? Dạ tại vì tụi con quen xa với à, lại xa là xa ở đâu? Dạ bạn nam đó ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Biên Hòa, Cần Thơ. Dạ xa. Đâu có xa mấy đâu, Biên Hòa, Cần Thơ không xa mấy đâu. Bây giờ là em trai đang ở đâu? Em ở Biên Hòa. Thôi, trời ơi trời, định mệnh. Chết rồi, Biên Hòa luôn. Nhưng mà cái hôm đó là em đi quay về 2 giờ sáng. Ừ. Em mở điện thoại em lên, trên Zalo của em thì có cái nick của bạn trai cũ của bạn đó. Em nhìn thấy hai người đi chung với nhau. Và em ban đầu em nghĩ là hai người đó chỉ là hoài niệm thôi. Ừ. Nhưng mà sau đó em nhìn thấy bạn gái đó có đeo cái đồng hồ, là cái đồng hồ cặp với em. Thì sáng hôm sau em chỉ hỏi bạn đó một câu thôi là em còn yêu anh không? Ừ. Bạn nó trả lời là chắc là không. Thì em cảm ơn, vậy thôi. Ác nghiệt gì đó hả? Nhưng rồi. Mà rõ ràng dứt khoát như vậy thì em nên cảm ơn đó. Rồi dạ. Tâm trạng lúc đó sao, sốc không? Là em mệt đó. Dạ dĩ nhiên là sốc. Sốc quá đi chứ. Em chưa từng khóc hu hu như một đứa con nít trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó em cảm giác như là ai bóp trái tim mình lại vậy đó anh Linh. Thì em từ trên trước lúc đó là hai đứa em không cãi nhau, không có một cái gì. Như nãy em có chia sẻ là em rất cưng chiều bạn gái. À. Cưng phải gọi là cưng như một đứa con nít đó anh. Thì lúc nào cũng sao cưng cưng vậy đó, kiểu vậy thôi. Vậy là chuyện quay lại với người yêu cũ luôn luôn có thể xảy ra, phải không Ngọc Lan? Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Đúng đó, coi chừng đó nha. Hả? Chừng gì? Người yêu cũ đó. Người yêu cũ tôi nhiều lắm, tôi đâu biết. Quay lại với người yêu cũ đó. Người yêu cũ nhiều lắm. Thôi. Chỗ này cắt nha mọi người. Chia sẻ với em về cái câu chuyện này. Dạ. Nha, nhưng mà bây giờ là hết buồn chưa? Dạ, bây giờ thì em sẵn sàng rồi, câu chuyện nó cũng hơn 4 năm rồi chị. Không, nãy nhắc lại thấy vẫn còn long lanh trong đôi mắt lắm. Trời ơi, nhắc lại chuyện đó cảm xúc chứ. Nhắc đó đừng đau đớn về những cái hình ảnh đó, bởi vì nó sẽ không tốt cho tương lai của mình. Dạ. Tuy nhiên nó, nếu mà nói đó là một cái bài học để cho mình thì cũng chẳng biết học được từ gì, học được cái gì từ những cái chuyện đó, cho nên là thôi tốt nhất là mình cứ quên đi. Mình bình thường hóa mọi chuyện. Dạ. Đừng nghĩ gì tới nó nữa hết. Hay là có lẽ em chắc em không chăm sóc bạn gái Cần Thơ nên là bạn quay ngược 180 độ luôn.
em ở xa quá không chăm sóc người ta, đôi khi là vậy. Mặc dù em ở Biên Hòa thật, nhưng mà khi mà nghe bạn đó nói bạn đó bệnh, em nghe bạn đó ho thôi là sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Trời ơi, thấy em đi xe cả đêm, sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Thôi được rồi, vậy là thấy tình yêu của em dành cho người phụ nữ, người con gái đó mãnh liệt lắm á. Mãnh liệt lắm rồi. Ừ. Dạ. Thôi bỏ qua, coi như chuyện đó là chỉ là bỏ một qua. Ký ức đẹp, một cái thời thanh xuân nào đó. Đúng rồi. Dạ. Nha. Dạ. Ừ. Thôi giờ mình đi đến tình yêu mới đi. Ừ. À, bây giờ mình muốn sao nè, nói cho chị Ngọc Lan nghe đi. Thì đối với em thì em không có gu. Nhớ đâu cũng rủ Kiều Lợi Tâm, bạn của tôi nha. Tôi có cô bạn gái Kiều Lợi Tâm cũng làm make up dễ thương lắm. Thí dụ mà hôm nay mà có cái gì thì chị gả Kiều Lợi Tâm luôn cho em. Làm make up luôn. Không có tào lao. Bây giờ đó là để coi anh qua anh coi coi nhà gái, cô gái Cần Thơ. Dạ mời. Trời ơi sao dễ thương dữ vậy. Đúng là Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Ai đi đến đó lòng không muốn gì à. Đúng rồi. Make up hả? Dạ. Khỏi còn make up. Quá là dễ thương, xinh, rất là xinh rồi. Cái này làm diễn viên luôn á. Nha. Dạ. Bên kia chủ nhiệm đoàn phim kìa. Ừ. Bây giờ mình muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào, nói cho coi coi ông Mai mà mối thấy giống bên kia không. Dạ. Bây giờ chắc chắn đã có lý do, bởi vì cô bé bên đây rất là xinh. Có thể đi theo đoàn làm phim, đóng phim luôn nha. Dạ. Ha. Nhớ kéo vô là đóng phim vừa make up là hai việc luôn, lương gấp đôi luôn. Dạ. À, mà lương này chủ nhiệm gọi là ra nữa, ra giá nó thì còn cao hơn nữa. Đúng rồi, trời ơi. Chủ nhiệm là vua trường quay luôn. Ông đạo diễn cũng không bằng chủ nhiệm. Ông chủ nhiệm mà không lo đạo diễn ngủ luôn. Nói vậy để cho biết cái tầm quan trọng của ông chủ nhiệm. Ha. Chủ nhiệm làm lớn lắm đó em. Rồi. Để chúc gặp nhau, còn chuyện thuốc men thì nó chúc gặp nhau ta sao nói. Đúng rồi, bây giờ mình hỏi người nhà đi. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Rồi. Có mẹ nữa hả? Ai. Trời ơi sao nhỏ xíu trẻ măng vậy còn nhỏ. Ủa. Chào nhà gái. Nhỏ xíu vậy. Cứ để cái video trong cái đúng rồi. Xin chào đó. Anh Quyền Linh, chào Ngọc Cần nha. Bởi vì cô gái này rất là hiền. Dạ. Cần cái sự bảo bọc đúng và rồi. Một cái kinh nghiệm từng trải kỹ năng sống của nhà trai này. Nó Linh phân tích. Còn cái chuyện bên trong như thế nào thì chưa biết, nhưng mà về kỹ năng á, chàng trai này là số 1 đấy. Dạ. Nói về để cho nhà gái hình dung được chủ nhiệm đoàn phim là làm cái gì. Dạ. Nha. Dạ. À, có yêu cầu gì bên nhà trai không? Dạ để Quyên quyết định đi tìm hiểu. Nhưng mà thấy nhà trai thì sao chị? Thấy được không? Thì em thấy lành quá à. Em cũng... không biết, cũng cần người lanh như để cho Quyên cũng như buộc trừ qua vậy đó. Đúng mà bây giờ thì em thấy cha cũng dễ thương. Thằng cha cũng cao ráo giống như yêu cầu của Quyên vậy à. Thì em thấy cũng được. Đó, khó hiểu quá. Khó hiểu đúng không? Đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột á hả? Dạ không, em đồng nghiệp ạ. À rồi, đồng nghiệp, làm chủ nhiệm luôn hả? Dạ không. Làm phó chủ nhiệm hả cưng? Em bỏ vô trong đúng không? Dạ, em chào chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan. Em là em gái của anh Vũ Bảo, là em đồng nghiệp. Em là diễn viên tự do. Hôm nay em đến với anh Bảo thì cũng mong là kiếm được bạn gái với anh. À vậy thôi, ủa? Em thấy nhà gái của chị như thế nào cưng? Dạ chị bên đây xinh lắm. Thấy nói hợp. Chung là ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Anh không chịu là em chịu đó. Chịu đó. Ừ. Thật ra là cảm ơn em gái. Cô gái kia rất là xinh luôn á Bảo. Dạ. Ở đây nói chút xíu để nhà gái yên tâm. Là với Bảo thì là một cái người rất là chững chạc luôn. Nãy giờ Linh chưa biết rành về Bảo, nhưng mà nghe cách kể chuyện tức là Bảo yêu là yêu hết mình luôn. Yêu là hết. Yêu bằng cả trái tim của mình luôn đó. Ha. Và một cái con người rất là nhiều cái kỹ năng sống luôn. Cái kỹ năng mềm cũng có, kỹ năng cứng cũng có. Thành ra là đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á. Thôi, còn cái gì thì không biết. Hai người gặp nhau rồi mình sẽ biết nha. Nói chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Bảo. Dạ. Anh chào em. Dạ, à, gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em. Dạ em cũng có món quà tặng anh. À dạ. Dạ.
em tặng anh quyển sách vậy. Rồi, em cảm ơn. Tựa gì vậy? Đọc cái tựa coi. Dạ, khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, quyển sách mà không ai không biết ạ. Dạ. Em ở Cần Thơ là em ở đâu nhỉ? Dạ, em ở quận Ninh Kiều. Thì gặp nhau lần đầu thì em thấy sơ qua về anh như thế nào? Thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều. Và... hoặc là 22:30 tới 2 hàng tuần nha. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết thúc buổi livestream tại đây ạ. Chào khán giả đang xem livestream trên fanpage Bạn Nguyễn Hòa nha. Rồi, chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay đi hai bạn. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi người thế nào, nói với nhau nghe đi. Anh trước ha, tại anh sẽ nói trước ha. Thì theo anh á, thì như quan điểm về tình yêu thì anh đã nói với em rồi. Không ai sinh ra là hợp nhau hoàn toàn cả, do mình thôi. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương, đừng nên giữ cái tôi ở trong tình yêu. Đương nhiên khi mà yêu nhau, mà khi mà hẹn hò á, thì cái tình yêu nó giống như là cái nồi lẩu Thái vậy đó em. Nó sẽ có chua, cay, mặn, ngọt thì cái nồi lẩu nó mới ngon được. Còn nếu nó ngọt không thì nó là nồi chè. Đó. Thì những lúc mà giận nhau á, thì anh mong là em hãy nghĩ đến cái chuyện trân trọng nhau em nha. Phải trân trọng thì mới bền lâu được. Còn đối với em thì em cho rằng tình yêu nó như thế nào? Rồi khi mày nghĩ là anh sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ ha, này kia, nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên. Dạ. Cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em. Dạ. Chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia. Vậy thôi. Dạ. Anh nghĩ thế. Bây giờ em làm sao để chinh phục được á, là bạn gái tin em sẽ yêu bạn gái suốt cả cuộc đời giống như vừa mới vào em hứa ngay từ đầu đó. Cho bạn gái yên tâm thôi. Em hẹn hò làm sao? Yêu cầu gì với anh hả? Em có nghe nói là anh có hút thuốc á. Thì anh có thể bỏ thuốc được. Được. Thật ra hồi xưa anh có bỏ thuốc, nhưng mà sau đó người đó bỏ anh cho nên anh lại hút thuốc. Thật ra thì anh đi quay anh cũng không có hút thuốc, tại vì có nhiều diễn viên người ta lại không thích mình hút thuốc. Mình hút thuốc cái người của mình nó hôi á. Và chắc chắn một điều là anh ở cạnh em cũng sẽ không hút thuốc. Bây giờ là công việc của Bảo thì thật sự ra là chị cũng làm cùng nghề, cho nên là chị cũng biết rất là rõ về thời gian. Dạ. Rất là khó để em có thể chủ động về mặt thời gian. Dạ. Thì nãy giờ chị thấy là ông Mai cũng hỏi rất là nhiều lần mà em chưa có đi vào trong vấn đề là hai bạn hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào với cái thời gian đó của em. Dạ thì em cái bộ não và trái tim của em nó riêng biệt. Tình yêu là nó dành cho trái tim, thì lúc nào khi đi quay về thời gian đó sẽ dành cho bạn gái và không có rep tin nhắn công việc, không có làm gì liên quan đến công việc cả. Còn một tháng thì em có thể em đi gặp 1, 2, 3 hoặc 4 lần, có khi rất nhiều lần cũng được, vì đối với em khoảng cách địa lý nó không có thành vấn đề vậy Lan. Đó thì thật ra giờ Sài Gòn Cần Thơ cũng không phải xa lắm đâu. Dạ. Đường cao tốc cũng đã xong rồi, tới cuối năm nay thì cao tốc Cần Thơ cũng đã xong, thành ra từ đây chạy chứ chưa tới 2 tiếng đồng hồ, rất là nhanh. Với lại anh nói với Bảo nghe nè, thị trường điện ảnh của thành dưới để phát triển thị trường điện ảnh đó, biết đâu em là một trong những người có thể vực dậy với điện ảnh nước nhà. Yeah. Ha? Cái này là tầm nhìn là tới 2025 đó em. Ha? Yeah. Rồi vấn đề là quan trọng, em làm sao để bạn gái tin tưởng là mình đúng có thể rồi. Ở Cần Thơ hay hướng về Cần Thơ gì đó, thí dụ như vậy. Thay đổi chiến lược liền em. Chiến lược chúng ta phải nương theo gió thôi. Đúng. Phải thay đổi chiến lược liền. Dạ. Anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra. Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Về tương lai xa. Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. Em muốn ở Cần Thơ. Tức là giờ em muốn sao? Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ, ở tại quê nhà, ở gần mẹ, hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Đó, rất rõ ràng. Thật ra thì chỉ có con một mà.
Dạ. Đúng không? Rồi. Với lại thế này nè, mẹ của em gái cũng nên suy nghĩ đi, bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn. Có thể chúng ta đi lên đi xuống thành phố Hồ Chí Minh có thể xa con gái, nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước. Trên thị trường điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thị trường làm đẹp thành phố Hồ Chí Minh cũng thị trường rất là lớn. Nếu như có khả năng phát triển thì chúng ta vẫn có thể thử thành phố Hồ Chí Minh thế nào. Đúng không? Chứ không phải. Thật ra bây giờ thành phố Cần Thơ á là một thành phố đó đang phát triển, nhưng nếu chúng ta tạo thương hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh xong, chúng ta quay ngược về thành phố Cần Thơ, giống như lên đây, bạn này sẽ biết cách để tạo nên một cái thương hiệu cho bạn gái của mình. Ví dụ như một cái cửa hàng nào đó, một cái thương hiệu nào đó mà cả nước đều biết, sau đó mình quay ngược về Cần Thơ lấy thương hiệu đó phát triển thì số 1 luôn. Bởi vì hai đứa còn quá trẻ, rất trẻ để có thể làm tất cả những điều đó. Cái này là chú Linh phân tích thôi, rồi con cảm nhận thế nào thôi ha. Dạ. Rồi, ok. À, bây giờ vấn đề là có yêu, có khoái chảy nước miếng cô gái này không? Thì bây giờ là tới cái giai đoạn là em cần phải thuyết phục cô gái này bằng những cái hành động của mình. Bây giờ Bảo bước tới nắm tay cô gái, thuyết trình một cái gì đó. Thuyết trình. Giống như nãy giờ mình nói vậy đó. Không chỉ cô gái nghe mà mẹ cô gái nghe, rồi một chút xíu mình sẽ biết kết quả. Mời Bảo. Dạ, con xin phép cô. Anh xin phép em. Thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100%. Chuyện gì đó anh không dám hứa. Những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vấn đề tương lai xa. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu. Và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa. Nếu như em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ em đang cảm nhận, em thấy anh hợp với em, thì hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu em nha. Rồi, em có thể nói một vài câu với cô đang ngồi dưới. Con xin hứa chắc với cô là con sẽ thương em cho đến khi nào mà con còn thương bản thân con được nữa. Cái chuyện mà con có về Cần Thơ được hay không thì chuyện đó thật ra nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Con có thể con mở miệng đó, con nói là dạ con sẽ đi theo bạn gái về Cần Thơ được, con hứa được đó. Nhưng mà thật ra nó còn nhiều vấn đề khác con chưa tính được đó cô. Cho nên là vấn đề này mình con tính sau nha cô nha. Dạ. Rồi cô cứ nói đi cô. Công việc của con vậy đó thì cô thấy là đi suốt có thời gian rảnh nhiều không á? Dạ, con thì con cũng có thời gian rảnh cho mình. Nhưng mà con như nãy con nói đó, là công việc là công việc, còn tình cảm là tình cảm. Cái thời gian nào mà con rảnh á là con chỉ dành cái thời gian đó cho người thân, bạn bè, gia đình của con thôi. Chứ con không có quan tâm tới công việc, con không rep tin nhắn, bảo không xài cho điện cô thoại hiểu luôn. Rõ đoàn làm phim thế nào. Tức là chỉ bận khi có những dự án làm phim. Dạ đúng. Tức là một năm có thể có 2 dự án làm phim. Cao lắm là 3 dự án làm phim thì là chúng ta bận trong dự án thôi. Dạ. Còn ngoài ra chúng ta có thể về Cần Thơ ở cả tháng để làm việc trên máy tính thôi cũng được. Thí dụ như thế, giải thích cho cô hiểu rõ. Dạ. Chứ để cô cứ nghĩ rằng là làm đi suốt không có thời gian nào nghỉ hết trơn là không được. Dạ. Thí dụ vậy. Dạ. Có nghĩa là con không phải là làm trong cố định trong một cái công ty phim, mà con là cộng tác viên ở trong đoàn. Khi nào cái đoàn đó bút con làm chủ nhiệm thì con đi tham gia cái dự án đó, nó tầm khoảng chừng 15-20 ngày hoặc cao lắm là một tháng, hơn một tháng. Thì sau cái dự án đó thì con cũng không có bận nhiều. Như nãy con nói là công việc chính của con thì con đi làm giờ hành chính rồi tới giờ chiều rồi con về thôi. Dạ, chứ con cũng không có bận nhiều đâu. Nó làm xuất nhập khẩu phim này kia, mua phim, bán phim đi nước ngoài này. Dạ không, em làm công ty xuất nhập khẩu đồ gỗ anh. À đồ gỗ hả? Dạ. Ngồi buổi buổi nha. Dạ. Rồi. À vậy làm đồ gỗ luôn hả? Bây giờ chưa rõ đó. Dạ. Nghĩa là em làm xuất nhập khẩu đồ gỗ. Dạ. Nhưng mà em không làm ra cái đồ nhưng gỗ đó. Nhưng mà cụ thể em là làm cái gì trong đó? Dạ em làm trong kho, tức là em cái kho của em là kho bao bì. Khi mà bên xưởng người ta sản xuất, người ta làm xong một cái món đồ đó
Thì ở bên kho các em là quản lý nhập xuất cái bao bì đó, in chữ kiểu như thế nào, kích thước cỡ ra sao, rồi mình làm đưa về cho người ta làm để đóng vô container xuất khẩu đi. Vậy là đó. Hai công việc của em nha. Dạ. Công đó. Việc nào cũng tương lai rạng ngời hết. Nó nói về để cô rõ luôn. Đó. Rồi. Cô cũng muốn nói gì vậy? Chứ cô thì thấy cũng được. Tùy duyên à. Rồi, ok. Tùy bạn gái thôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Thôi đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm rồi các bạn. Hai bạn này bởi vì bạn nữ chưa có một cái kinh nghiệm và cũng ít nói nên cũng rất là khó. Quan trọng là bạn ấy ngắm nhìn, nghe và đưa đến quyết định thôi. Bên tay trái kìa Bảo. Dạ. Rồi. Nãy giờ mình trò chuyện có thể hiểu nhau nhiều hơn. Bạn nữ ít nói nhưng bạn thì nữ đang lắng nghe đó. Quyết định thuộc về bạn nữ. Còn bên nam mình thích, mình thấy cảm giác chín mùi mình cứ bấm, không đợi gì cả nha. Còn bạn nữ suy nghĩ cho kỹ, đây có phải là một nửa mảnh ghép mình đang hướng tới hay không. Bấm hay không là quyền của bạn nha. Nếu chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình thì nên bấm. Còn nếu không thì chúng ta nhường nút bấm đó cho người khác. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3